Sự thù ghét không được chứa chấp tại tỉnh BC. Mọi người dân sinh sống tại British Columbia đều có quyền được cảm thấy an toàn và tham gia vào cộng đồng của họ. Tội ác của lòng căm thù bao gồm nhiều hình thức khác nhau. Một trong số những tội ác của sự căm thù có thể dễ dàng được nhận biết đó là tấn công bề mặt thể xác. Những người khác cũng có thể bị ảnh hưởng một cách gián tiếp như thiệt hại về tài sản và bị quấy rối. Một số tội ác căm thù có vẻ được nhận định nhưng không quá nghiêm trọng, nhưng cũng có thể bị truy tố. You know this path for running, right? You and your wheelchair in the way. Oh my gosh. Nếu bạn là nhân chứng của một tội ác bởi lòng căm ghét, đảm bảo sự an toàn của chính bạn trước khi tham gia vào tình huống. Chú ý đến nạn nhân, tập hợp thêm nhân chứng, số đông sẽ làm nên sức mạnh. Ghi chú tài liệu và chia sẻ bằng chứng với nạn nhân. Okay, I can send it to you. I have it there on video. Nếu bạn là nạn nhân của một tội ác hình thành bởi lòng căm ghét, hãy làm như sau vì sự an toàn của bạn. Kêu gọi sự trợ giúp, ghi chú bằng chứng, báo cáo với chính quyền, tìm kiếm sự hỗ trợ. Tất cả chúng ta phải chung tay để chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc và sự thù ghét trong cộng đồng của chúng ta. Hãy truy cập vào địa chỉ website resiliencebcnetwork.ca.